chúng tôi muốn gửi đến quý vị lời cảm ơn, đặc biệt là cảm ơn những nhà yểm trợ, trước hết là bác sĩ Xuyên Trần yểm trợ một con heo to tướng quá, chúng ta thấy trị giá 450 đồng. Anh chị Dương Trang, nãy giờ không thấy cô Thanh đâu, xin Thanh lên đây cảm ơn dùm, cô không thấy xin lỗi. Chúng tôi xin mời trưởng ban tổ chức lên cảm ơn tất cả quý vị yểm trợ. Hay xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian hôm nay đến dự buổi lễ được thêm phần trang trọng như thế này. Và cũng xin cảm ơn tất cả các nhà yểm trợ. Đầu tiên như là cô đã nói, bản thân đã nói là bác sĩ Xuyên Trần, cô đã ủng hộ con heo quay trị giá 450 đồng. Thứ hai là anh chị Dương Trang, anh chị đã tài trợ chúng ta bánh bao chỉ, hy vọng quý vị ra ngoài sẽ thấy rất là ngon. Và thứ ba là chả lụa Kim Ninh đã tài trợ cho chúng ta được 10 cây chả lụa. Thứ tư là gia đình Trương Vương đã giúp cho chúng ta có những món tráng miệng thật là ngon, đó là rau câu dừa tươi. Và thứ năm là cô Yến Flores ở Bang Sao đã hỗ trợ cho cộng đồng chúng ta 2 bình bông này ở trên bàn thờ. Và thứ sáu là anh chị Thanh Flores ở Tháp Ramata đã tặng một tặng bông vàng trắng mà chúng ta cũng để trên bàn thờ. Và lời cuối xin chân thành cảm ơn tất cả quý đồng hương, quý hội đoàn và đoàn thể đã cùng nhau đến đây tham dự thật là đông đủ buổi lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Và chúng ta xin một tràng pháo tay nữa để cảm ơn sự hiện diện của mỗi chúng ta. Kính thưa quý vị, tới đây là phần hưởng lộc. Thì năm nay phần hưởng lộc nó có hơi đặc biệt tí xíu. Đó là thức ăn thì để ở ngoài, mà ghế thì để trong này. Ở ngoài không có ghế quý vị ạ, cho nên chúng ta ra ngoài chúng ta mang thức ăn, cứ chọn gì thì chọn, xong rồi chúng ta vào đây ngồi ghế trong này ăn. Cố đừng làm dơ là vì đổ xuống dưới thì nó hơi phiền, nhưng mà cố gắng. Rồi chúng ta ngồi đây ăn và chúng ta cùng thưởng thức những tiết mục văn nghệ, như là những lễ phẩm tinh thần dâng lên hai bà. Cho nên khi chúng ta ăn mà cùng thưởng thức văn nghệ thì chúng ta cũng giữ yên lặng chút xíu để cho các anh chị em diễn trên này có một cái sự phấn khởi hơn. Cho nên bây giờ thì là cái giờ chúng ta mau chân đi ra lấy thức ăn và mang vào trong này ăn để cùng thưởng thức các màn văn nghệ rất là độc đáo để dâng lên hai bà. Xin kính mời quý vị. Hãy subscribe.